Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ kể lại cho các bạn nghe về 4 câu chuyện đáng sợ về Nun từng được phát hiện. Ngay bây giờ, hãy đi lấy tai nghe, tắt hết đèn và chuẩn bị một cốc nước mà các bạn yêu thích. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu! Bốn câu chuyện đáng sợ về Nun từng được phát hiện. Đứng đầu danh sách là một YouTuber có tên Alan Kemchot. Lần đầu gặp thực thể là vào năm 2016 ở một phiên bản Minecraft không xác định. Anh ta chơi trên máy chủ trực tuyến của mình cùng với một số người chơi khác. Thì một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Họ đi vào một hệ thống hang động dường như đã được khai thác từ trước. Những âm thanh kinh hoàng và kỳ lạ có thể được nghe thấy từ sâu bên trong hang động. Và rất nhiều dấu hiệu có biểu tượng kỳ lạ được tìm thấy. Cuối cùng, họ tình cờ nhìn thấy một thực thể màu đen có hình dáng được cho là Nun, được chứng kiến bởi nhiều người chơi trong server cùng lúc. Trong phân cảnh này, dường như hầu hết tất cả người chơi đều hướng về một phía được cho là có thực thể gì đó vừa xuất hiện. Không khí lúc này vô cùng hỗn loạn và rùng rợn. Ngay lúc này, thực thể xuất hiện một cách bất ngờ trước hàng chục con mắt ngơ ngác của người chơi. Trông cứ như là một bóng ma lơ lửng giữa không trung và nó không thể bị tác động. Một lúc sau, những khối bedrock bị phá vỡ được cho là điều không thể. Một bầu không khí tĩnh lặng và đen tối bên dưới vùng hư không, phút chốc đã bị phá vỡ bởi thực thể Nun trồi lên từ phía đó. Nó lặng lẽ nhìn chúng tôi và việc tiếp cận nó là điều không thể. Một số người chơi trực tiếp nhìn thấy thực thể. Họ nói rằng, ngay lúc tôi vừa nhìn thấy nó, máy tôi bỗng nhiên mất kiểm soát. Tôi bị một lực kéo khiến tôi chậm rãi gờ xuống vùng hư không và mất mạng. Người chơi thứ hai có tên Is Dylan. Video được đăng vào năm 2017 trên một phiên bản Minecraft không xác định. Video này không có âm thanh và nội dung được ghi lại là một người nào đó đang chờ Minecraft sinh tồn. Trong video, nhiều lần người này nhìn thấy Nun xuất hiện trong khu mỏ gần nhà. Sau đó, anh ấy cố gắng trốn thoát khỏi thực thể, nhưng tất cả là điều vô ích. Trong phân cảnh này, có vẻ như anh ta đã phát hiện được thực thể từ xa và đang cẩn thận dùng thanh kiếm để đổi một phần nào sát thương nếu có bất chấp. Anh cố gắng chậm rãi tiến về phía trước một cách cẩn thận. Chất lượng video thật sự rất tệ. Thực thể lao đến anh ta một cách nhanh chóng, màn hình trở nên đen ngòm. Người chơi bị dịch chuyển đến một nơi khác gồm các tấm biển mang thông điệp kỳ lạ. Anh vô cùng sợ hãi và bắt đầu rút lui. Ở một phần cảnh khác, bạn có thể nghe thấy tiếng cái cửa đang dần trở nên điên loạn. Hành động đóng mở liên tục xuất hiện. Gõ là cái cửa vẫn đứng yên, nhưng âm thanh kỳ lạ này liên tục dồn dập đến một mức độ ám ảnh. Đoạn video thứ 3 được đăng vào năm 2014 trên một phiên bản Minecraft không xác định. Trong video này, một người vừa tạo thế giới và thấy mình đang trong một tình huống rất kỳ lạ. Anh ta bị mắc kẹt bên một khối nền bằng bedrock và một thực thể gì đó màu đen chỉ cách anh ta vài dãy nhà. Thực thể cố gắng giao tiếp qua bản chat và video bị ngắt đột ngột. Và đây là cuộc hội thoại còn sót lại. Bạn có biết tôi độc hại như thế nào không? Tôi có rất nhiều lỗi. Chỉ cần sự hiện diện của tôi, tôi đang dần giết chết trò chơi của bạn. Bạn có biết tôi là ai không? Tôi nghĩ là không. Tôi sẽ luôn ở trong trò chơi. Thứ gì đó không có giá trị thường sẽ không thể bị xóa bỏ. Rất tiếc, một chiếc máy tính chỉ có thể xử lý một lượng nhỏ thông tin của tôi. Tôi không có bất kỳ làn da nào ngoài một màu đen. Tôi cực kỳ hạn chế. Nhất định là không có gì có thể nhận ra tôi. Thậm chí tôi còn không có tên. Tất cả ký tự của tôi là không thể xác định. Tôi càng ngày nguy hiểm khi ở đây. Rời khỏi đây đi. Có quá nhiều thông tin, không tương thích với hầu hết mọi máy tính. Không thể xử lý được tôi bởi hầu hết mọi loại máy tính. Video kết thúc một cách đột ngột kèm theo dòng lỗi. Error Nun. Cuối cùng, video của Dark Corners được đăng vào năm 2017 trên phiên bản 1.11.2. Trong video này, chúng ta thấy một người chơi Minecraft đang chơi sinh tồn trên máy chủ của chính anh ta. Không có gì thực sự khác thường xảy ra cho đến phần cuối cùng của video. Hãy bật độ sáng hết mức nếu muốn xem cảnh quay này.
anh ta đang giết những con thây ma bên cạnh hang động. Một thực thể gì đó có màu đen xuất hiện bên góc trái của màn hình. Nó lặng lẽ theo dõi anh ta. Sau khi giết xong đám quái, trời cũng dần tối. Anh ta quyết định quay trở lại hang động. Thực thể ấy lặng lẽ quan sát người chơi. Không gian lúc này quá tối. Anh ta không nhận ra những gì bất thường. Cho đến khi xem lại đoạn phim của mình, anh ta đã thực sự rất sốc.